Xin chào. Những lúc bạn chưa tới Sài Gòn thì bây giờ mình sẽ đặt hộp các bạn xem một cái sản phẩm công nghệ khá là hay. Thì hồi đó khi chúng ta chụp hình ảnh, chúng ta thường hay có một cái máy chụp hình và hình ảnh ngay. Đó chính là máy Instax. Thì khi chúng ta chụp một tấm hình nào đó thì máy sẽ chạy ra tấm hình ngay lập tức của chúng ta. Thì cái đó khá là hay, nhưng mà cái chất lượng ở in đó thì mình không đánh giá cao lắm. Tại vì nó có chất lượng, cái tấm hình nó chưa được đẹp lắm. Ok, vậy thì ngược lại thì nếu chúng ta chụp một tấm hình thật là đẹp và chúng ta sẽ in ra bằng một cái máy in nhỏ gọn như thế này thì nó sẽ như thế nào? Thì hôm nay mình sẽ đập hộp cho các bạn xem một cái máy in rất là nhỏ gọn, đó chính là Canon Moto, đó chính là Canon Mini Photo Printer. Rồi thì bây giờ mình sẽ đập hộp cả ba cái máy này cho bạn xem ha. Đầu tiên mình sẽ đập hộp cái ở giữa, cái màu xanh. Rồi thì trong hộp chúng ta sẽ có những gì? Chúng ta sẽ có một cái thân máy ở đây ha, màu xanh, xanh bóng rất là đẹp, nhìn rất là đẹp ha. Rồi để qua một bên thì chúng ta sẽ có một cái phần thành, cũng là thành phần chính luôn, đó chính là cái giấy in. Thì cái đây là một loại giấy với công nghệ là zero in, có nghĩa là cái mực nó đã được tích hợp vào trong giấy luôn, nên các bạn sẽ không thấy là cái mực đi riêng nữa. Thì cái kích thước này là kích thước 2x3 inch, thì một sắp như thế này là sẽ là 10 tờ, các bạn sẽ in được 10 tờ. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ có thêm một cái dây cổng micro USB nữa, thì nó cũng công nghệ micro USB nó cũng khá là cũ rồi, mình thích USB-C hơn. Rồi, để máy vào một bên. Tiếp theo là sẽ có màu xám. Rồi, chúng ta sẽ có cái màu xám này. Màu này thì hơi tối, mình sẽ không thích màu này lắm. Rồi, tiếp theo. Có lẽ là màu này là các bạn trai rất là thích đây. Màu hồng này cũng không phải hồng lắm, nó hơi có giống như màu Ghost Gold của iPhone vậy các bạn. Rất là đẹp, màu này mình nghĩ là màu đẹp nhất. Rồi thì đây sẽ là ba cái màu sắc mà Canon sẽ dự tính là bán chính hãng, ba cái mẫu máy in, cái mẫu máy in này ở thị trường Việt Nam. Rồi thì chúng ta sẽ đi chi tiết hơn vào từng cái máy in này ha. Thì chúng ta sẽ có cạnh bên hông là chứa toàn bộ các cổng kết nối như là nút bấm. Chúng ta sẽ có một duy nhất một cái nút bấm nguồn ở đây, một cái đèn báo nguồn ha. Rồi chúng ta sẽ có cổng micro USB, một cái dây móc để các bạn hãy đeo vào trong cái dây nào đó. Và cái lỗ này sẽ là cái chỗ để cho giấy nó in ra. Mình sẽ trượt lên ha, trượt lên. Thì khi mà mở ra các bạn sẽ thấy phía bên trong, đây là cái khu vực để chúng ta để cái giấy vào ha. Chúng ta sẽ có tất cả là 10 tờ giấy luôn. Rồi chúng ta sẽ để vào đây, và pin nó được tích hợp sẵn trong máy rồi, chúng ta chỉ cần sạc pin và xài thôi, rất là đơn giản. Và bây giờ mình sẽ bỏ giấy vào, chúng ta sẽ in thử. Bây giờ mình sẽ xé cái tờ giấy này ra ha, và sẽ bỏ vào trong cái thân máy. Hơi là khá là khó xé, thường nhẹ nhàng thôi. Rồi thì theo cái hướng dẫn thì cái tờ giấy mặt xanh này sẽ tập xuống dưới ha. Mình sẽ nhẹ nhàng bỏ ra. Rồi sẽ để xuống như này, như thế này. Cái mặt giấy xanh này mình sẽ để xuống như thế này. Rồi sau đó mình sẽ đóng nắp lại. Rồi bây giờ thì mình sẽ tải cái app với cái tên là Canon Mini Print. Thì ta sẽ mở nó lên ha. Thì mình sẽ kết nối cái này với cái máy in. Ok. Thì cái thao tác này cũng khá là đơn giản, mình nghĩ là bất kỳ ai cũng có thể tự làm được. Ở
Ok, bây giờ mình sẽ chọn tấm hình này và sẽ in ra cái máy in ha. Bây giờ mình sẽ bấm vào nút in. Ok, thì bây giờ mình sẽ quay cận cảnh cho các bạn xem là nó sẽ hoạt động như thế nào ha. Và mình sẽ ở đây. Máy in mất khoảng 50 giây, kể từ khi chúng ta nhấp lệnh in cho đến khi cái tấm hình in ra hoàn thiện thì cái tốc độ này cũng khá là tốt rồi. Còn nói về cái độ chi tiết thì so với kích thước 2x3 cũng như là cái kích thước nhỏ gọn của máy in thì cái độ nét này là rất là tốt. Còn về màu sắc thì nó sẽ hơi sai lệch so với cái điện thoại của chúng ta. Nó có màu sắc hơi tin một xíu, nghĩa là nó hơi ám hồng. Thì các bạn thấy trên đây là cái màu da của bạn mẫu này nó hơi hồng so với cái tấm hình trên điện thoại. Nhìn chung thì cũng khá là ổn so với kích thước của nó. Thì đó là bài mở hộp và những cái nhìn đầu tiên về cái máy in Canon Mini Printer này. Thì mình thấy là nó rất là hay, khá là nhỏ gọn. Nhưng mà màu sắc thì cũng giống như là một số các máy in nhỏ gọn khác thì nó hơi bị sai lệch so với thực tế một tí. Thôi, xin chào và cảm ơn các bạn.